phải cho tám chục là do. Bởi vì do từ cái phút trước mà, giống như bây giờ anh đây mà đi du lịch trên nước ngoài đó, anh đăng ký có số tiền là một tháng thôi, hết tháng tự động đủ vậy cắt ra, còn đi hai tháng thì sống được hai tháng, ở hai tháng. Còn ví dụ mình là cái kiếp này mình lên đây thì sống được 80, 70, 30 là do cái số mà là thần có quản lý, em có bụng mà mình ngưng lại, ngưng bằng cách nào không biết, đều đủ cách, từ bệnh hoạn hay là từ lão quá hay là từ tai nạn, cho đó là do tất cả những cái đó là truyền thông đã nói như vậy. Còn bởi vì thành ra nói là tất cả những người tu truyền thông nên suy nghĩ cho kỹ, đừng có nghe ai nói gì cũng tin, thấy thượng lý mới tin, còn thượng lý đừng có tin, truyền thông cho cái này chứ không phải là các nơi khác cứ là khi mà nói là bắt buộc phải tin. Đây hoàn toàn có truyền thông nó đặc biệt là anh không hiểu là anh tu mù á, là anh Đức Phật có nói câu là nếu mà Như Lai nói mà ông không hiểu mà không tin là ông chửi Như Lai. Nó đặc biệt cái đạo Phật nó có cái chỗ đặc biệt này. Dạ, như vậy là theo tu thiền tâm chú cũng đã từng dạy từ con là chỉ từ con là coi như theo các bạn mà âm dương là mình cũng để cho vô bình đợi cho nó không được tác dụng được bao nhiêu hả chú? Tu thiền tâm mà nói đúng ra mình phải chọn cái sức khỏe để tâm, dù thể cỡ nào để mà tới ngày như vậy. Nhưng mà trong cái thời gian này, đây là cái nguyên tắc vật lý, tức anh có sức khỏe thì mới sáng suốt được, còn anh không sức khỏe không sáng suốt được. Bởi vì tu thiền tâm lại hộ quá thì cũng không hiểu được, tại nó yêu cầu mình phải có sức khỏe mới tu thiền tâm được, thì phải có cái nhận định đúng. Còn nếu mà tu thiền tâm yếu ớt không công nhận định đúng, tại vì nếu mà cơ thể mình yếu á, phát ra những cái ảo tưởng, đó là ảo tưởng của vật lý, mình phải hiểu nguyên tắc đó. Thành ra cái này là cái căn bản để người tu thiền tâm, chứ không phải là ép buộc người tu. Đầu tư hỏi gì vậy đi? Chú cho con hỏi câu thứ hai là chồng cu xin chính sắp sáng thiền tâm chú, là Đức Phật kể lại mà cái kiếp luân hồi của Đức Phật là coi như ngài được Đức Phật Tổ Nhiên Nam dạy là coi như bây giờ con làm bao nhiêu tiền ở thế gian này con cứ bố thí hết rồi, nhưng mà sau ngài thực hiện theo lời của Đức Phật mà sau ngài càng bố thí thì lại nó càng thêm khổ mà lại thêm nóng giận sân hận lại nhiều, thì chúng ta đâu có hợp lý gì không? Bố thí mà phải là tham muốn, bố thí mà tại vì tham muốn thì mới sinh ra nóng giận. Ông Thích Ca nhớ không? Trước khi mà ông ra, ông bố thí mà bị rắc rối, ông tức, càng tức bố thí càng tức thì cái nhân quả rất cần mạnh hơn. Bố thí bình thường gọi là bố thí là đừng có, đừng có tưởng mình bố thí thì mình chỉ giúp cái bình thường thôi, là không kia là mình bố thí thì tức là tại mình ham muốn, tại cái tưởng của mình á, bố thí bằng cái tưởng là không được, tưởng mạnh quá thì không có được. Đó phải bởi vì tại tiền trong đời ông Thích Ca đã nói rồi, ông cầm ổng đâu ổng làm quan ở đâu mà vừa bố thí ông càng bố thí ông càng khổ, ông tức. Đó tại ông không hiểu cái nguyên tắc này thôi, bởi vì ông đã nói vậy thì mình căn cứ đời mình học ổng đi, bố thí cái bình thường ở trong đây đa số đó bố thí bình thường, rồi tự là cái vui tươi nó sẽ đến với mình, tự nhiên mình biết, ví dụ mình đến mình biết mà mình đi học nó là thôi cũng như không, hiểu không? Nay hỏi thế này. Dạ, cho con xin hỏi câu cuối là như Đức Phật A Di Đà chú, là coi như là tu về Phật giới thành Phật thì nó còn nói, nhưng mà Đức Phật A Di Đà là con phước đức vô lượng đó chú, là coi như Đức Phật tạo một ngôi tịnh độ đó chú, rồi ví dụ như con nói là cũng như cái nghe ngài Di Lặc mà xuống cõi thế gian này thành Phật hiểu A Di Đà đó, thì coi như ngài là ngài A Di
đa là coi như ví dụ có phúc đức quá nhiều rồi là coi như ngài A Di Đà có thể là tạo một ngôi tịnh độ mà ở cái dòng hoàng đạo A là thêm nếu mà bảy cái ngôi tịnh độ ở đâu về đó chứ ví dụ như có mà cái có thể cái đó là ngài A Di Đà là làm được lớn chung. Mình nhớ rằng là không phải ở trong một cái tam giới ấy, thì nó có sáu nước tịnh độ, mà trong một cái tam thiên đại thiên thế giới ấy, có mấy nước tịnh độ tính đi. Thế nhưng mình có đủ sức thì mình tới đi, chỗ nào nó trống á thì mình ra mình tạo chứ đâu có gì đâu khó. Nhưng mà bây giờ mà hiện ra là sắp hàng để mà thế Thích Ca này không có tạo nước tịnh độ được đâu. Cái nhiệm vụ không là giáo hóa tiếp mà chứ đâu phải mà nhiệm vụ ông A Di Đà là tạo nước tịnh độ được cái nhiệm vụ. Bởi vì nếu mà tính theo cái thời gian đó đối với mình đó là 1.000-2.000 năm thì nó dài cái siêu tịnh, đối với cái vũ trụ này 1.000 năm thì tương đương với 1.000 cái thế giới này, thế gian này thôi. Mình phải hiểu nguyên tắc nó vậy chứ. Còn bây giờ ông ấy người ta là nhiệm vụ còn nói tiếp cho Thích Ca trái đất này 10.000 năm mà giờ được 7 tỷ năm rồi, trái đất này là 10 tỷ năm mà được 7 tỷ năm rồi, thì bây giờ cuối trên nhớ có 10.000 năm một vị Phật ra đời. Thì trong cái chuyện ấy đó có nói vì sao tôi mới xuất bản cái quyển chính của nó lại tự Phật hỏi gì vậy, chứ Đức Như Lai thành Phật thứ mấy trên cái đất này? Ông nói ta cứ 10.000 năm một vị, ông đi mà nhà ta là 7.890.000 năm gì đó, thì ông tính đi, thì phải là 8.000 Phật ra đời đó. Ông không nghi, ông đọc từ đi, ông nói thôi, dài quá con không có đọc. Tại vì mình trong sách thì gì được có người mấy hàng con thôi, chứ nếu mà 8.000 ông phải chắc chết rồi, thì không có sách nào được viết rồi. Ông nói cái vậy cho mình cái tính đi. Trái đất này ông Phật Thích Ca mà thành đạo là vị gần thứ 8.000. Thế đạo 100 người giết giết khùng mình cho 8.000 biết được không chứ? Câu hỏi tiếp theo là những cái thủ tục như là các biếu chỉ, các bí mật hay không thì tham gia liệu có cần thiết hay không? Những cái thủ tục như là các biếu chỉ, bí mật hay là không thiền tâm gia liệu như có gọi là người tu thiền tâm đó là có phải có cần thiết hay là theo những cái quy trình như vậy không ạ? Tu thiền tâm mà muốn các trụ tử thì phải làm theo cái này để chi để liên quan cái chuyện thiền là mới nấu giúp cái chuyện cái nguồn tiền nữa thì mình mới có công đức, chứ còn mình không làm tu tục này thì mình làm sao tạo công đức? Không phải qua công đức này mới tạo công đức được. Chứ cái này không bắt buộc. Còn nếu mình tự mình tạo công đức không cần bất cứ gì thì thoải mái là tạo, không cần qua quy luật này. Còn nếu muốn tạo công đức có bài bản thì phải qua công đức. Rồi câu tiếp theo thì cũng ý cũng tương tự như vậy. Có nghĩa là một người tu theo cái cuốn huyền ký thì đã đi rõ và tu tập như vậy rồi, nhưng mà khi mà không có qua những thủ tục như vậy thì liệu có về được giới hay không? Nếu không qua thủ tục vậy thì phải có việc gì đó có công đức cho thật nhiều, rồi mình phải biết đường đi, Phật giảng phải mở ra, thì mình không cần gì hết. Giống như mình bây giờ đó, mình đi nước nào đó, mình có visa đó, tôi không cần ai dẫn tôi đi được, dưới người đó phải biết đường đi. Còn nếu mà nó đi không ai cần, không ai cần ai thì sao? Lên máy bay đường, bỏ xuống bay đường, đứng tại chỗ, cái đường đi. Bắt buộc phải có người dẫn đi. Hồi xưa ông Thích Ca, ông gì, ông Diên Năng mà dẫn có về được, một mình thì thôi, thì cũng ráng đi, ráng chờ phần nào dẫn mình về. Chứ mà ông về cũng nhớ cho có đơn giản. Nước này đi nước kia mà đi cũng không được, mà đi qua quả cho quả như cầu thì bao nhiêu cái công chuyện nó xảy ra, bao nhiêu cái câu chuyện nó đó mình nó phải nguyên tắc. Bởi vì trong cái đất này có làm gì phải đi có cái công thức của nó, anh muốn làm chế tạo cái gì có công thức của nó, chứ nó không cần công thức thì
được chế tạo thì không, cái đó là nó được tôi biết đó là sao. Tất cả những gì từ các cái nhà tạo, cái xe này đang có cái công thức hết, trong thể có công thức. Còn bây giờ mấy ông nói nó giống như ngồi đó, nó tu thành này thành kia, nên nó có mong. Cái đó là nó nói xin lỗi mấy ông thần có chuyện và mấy ông cô hồn có chuyện cho vui, chứ không có chuyện đó đâu. Cũng ra câu hỏi, tại vì hôm nay có cái thống kê quỷ lắm sớm 2:30, cho nên là nếu như quý vị nào cũng muốn đặt câu hỏi thêm thì gửi email về chùa, là cứ email là tiền thông 2:30 và 1:00 thì trong đó sẽ có lâu anh chị sẽ trả lời, trời nhiều nơi đó.